Thưa quý vị và các bạn, đuống hay còn gọi là bồn là vật dụng lao động sản xuất hàng ngày, dùng để đạp lúa. Trong ngày hội đuống xuất hiện với vai trò là vật tế khí, xua đổi điểm giữ, sấm, chớp, gió, bão. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn thưởng thức màn hòa tấu, nhịp điệu đất Mường lấy cảm hứng từ phong tục đâm đuống. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.
Thưa toàn thể hội thi, tiết mục hòa tấu nhịp điệu Đất Mường đã khép lại phần thi tuyên truyền của đồng, của đội, của đơn vị xã Thượng Cốc. Một lần nữa xin kính chúc ban giám khảo, quý vị khán giả lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội thi thành công, tốt đẹp. Thank you.
dây dây chiêng đúc, dây dây chiêng đồng, dây dây hỡi chiêng đồng vàng, dây công chúa, dây dây công chủ, dây cho đủ linh, dây cho đủ tiếng hỡi chiêng hà. Chiêng dày cho sát mặt sàn, dày cho sát mái tranh, chiêng dày chơi bài gọi bàn, chiêng dày đánh điệu trầm khầm, dày dày chiêng hơi, dày dày chiêng hà. Không có khác từ cái ngày mà có cái điện thoại xịn này, mình quay phim này, mình chụp ảnh này, mình quay lén này, được đủ thứ trên đời mà mình cũng phải làm cái gì YouTube để sau này còn tung lên mạng như ông Đặng Thế Tùng mới được. Lão Hóng rồi ba lão Hóng mà cũng sợ mà. mày làm tao giật hết cả mình. Mà còn lâu tao mới sợ ma nhá. Chỉ có
mà sợ tao thì có ấy. Giật bắn người lên còn gì nữa, còn cãi. Mà mày đi đâu thế hả? Tôi vừa đi ra ruộng. Năm nay không biết tại sao mùa màng chán lắm. Nuôi con gì, trồng cây gì, lần này cũng chết. Mình phải lừa thằng này mới được. Mà tôi có nghe nói đất ruộng nhà tôi còn đang nằm trong quy hoạch của xã để xây dựng cơ sở hạ tầng. Cứ cái đà mà làm ăn thất bát như này, có khi tôi hiến quách nó đất đi cho nó nhẹ nợ. Mày điên à? Mày thì mày muốn hiến thì hiến nhá, nhưng tao ấy, tao à, không cho tao hiến nha. À, mà cái ruộng nhà mày đấy, đúng rồi, ở cái gần ruộng nhà tao ở gốc cái gạo đấy đúng không? Thì đúng rồi, ruộng nhà ông với ruộng nhà tôi cạnh nhau, ngay cái gốc cây gạo, trăm năm còn gì nữa. Chết. Quả này thế, không ổn chỗ nào cả. Ai chết, thế làm sao mà chết? Thì ruộng nhà mày chết, chứ còn ai chết vào đây? Thế mà lão cứ làm tôi giật hết cả mình. Thế làm sao? Mày ấy phải chặt ngay cái gốc cây gạo ấy đi. Mày có biết ở trên cái gốc cây gạo đấy nhá, có rất nhiều con ma đói. Mày mà không chặt thì nó phá hết một mảng nha mày. Ông điên à? Tự nhiên lại bảo tôi đi chặt cái gốc cây gạo hàng trăm năm tuổi. Mày thử nghĩ mà xem, mày mà không chặt, mùa màng nhà mày làm gì cũng không nên. Mày nuôi con gì, làm cái gì không được. Thế thì mày nghĩ như nào? Cũng đúng. Này, lão Hóng, thế bây giờ ý lão làm sao? Thì mày phải cúng chứ cần gì. Cúng à? Cúng à? Ma đói nó ăn hết mùa hết màng. Này, lão Hóng, được, tôi nghe lão, cúng. Thế thì được. Tao bảo mày nhá, mày về, mày bảo với vợ mày cởi chuồng, vệ sinh sạch sẽ đi, tao chỉ việc sang làm. Mày, lão nói vớ vẩn cái gì đấy? Tự nhiên lại bảo vợ tôi cởi chuồng. Ý của tao ấy là bảo vợ chồng mày cởi chuồng, vệ sinh sạch sẽ trong cái chuồng trại để tao làm trực tiếp thì nó mới linh chứ lại. Lão phải nói rõ ra chứ, nói ai mà biết. Mà thôi, tao cần bận xuống xóm dưới để làm thêm mấy tăng nữa. Mày thống nhất thế nhá. Được. Có gì là sáng mai tao sang, mày nhớ chưa? Được. Nhất trí nhá. Thôi tao đi đây nhá. Phen này cúng xong chắc là mùa màng sẽ tốt tươi đây. Phải chuẩn bị đồ đạc mới được. Cúng nào. Thủ lợn này, chân gà này, gà luộc này, xôi này. Cũng được rồi. Mà bà nó đâu nhỉ? Bà nó đâu rồi? Ông gọi tôi gì đấy? Tôi đang cho lợn gà ăn. Đây. Bà sang đây. Ông gọi tôi gì vậy? Ngày mai ấy, có ông Hóng ở xóm bên xuống để làm lễ cho nhà mình. Thì phải chuẩn bị ít cái đồ đạc cúng ấy. Tôi ghi hết đây rồi. Bà thì cứ thế mà sắm thôi, triển khai thôi nhá. Ông bảo sao? Sao ông lại tin cái lời ông Hóng đấy chứ? Bà thì biết cái gì. Này nhá, ông Hóng ông ấy bảo ấy, cái ruộng nhà mình nằm ngay cái gốc cây gạo, nhiều cái con ma đói lắm, nó ăn hết mùa màng, nên là mấy năm nay vợ chồng mình làm có được cái gì đâu. Trời ơi ạ, sao ông lại tin vào mấy cái chuyện mê tín dị đoan ấy chứ? Có mà ông tin vào lời ông Hóng thì có ấy. Này, nói nhiều thế nhỉ? Thế có đi không thì bảo. Tôi là tôi không đi. Ông muốn, ông đi mà làm nhá. À, gãi à? Hôm nay ông phải cho một trận nhá. Gãi à? Mày gãi ông à? Ôi trời ơi, ôi làng nó ơi, cứu tôi với, ôi trời ơi. Gãi ông à? Vợ với trẻ con bực hết cả mình. Đã thế nhá, hôm nay tôi sẽ đi báo với chính quyền địa phương là ông về nhà nghe lời ông Hóng đánh vợ đánh con nhá. Báo chính quyền á? Này, giỏi thì báo đi, thằng này chưa sợ bố con nhà ai nhá. Bực hết cả mình, vợ với cả con. Quả này lại có kịch hay để xem rồi. Quả này cúng xong thì mùa màng tốt tươi, ông lên đời biết mặt. Mà cái con vợ thằng Tài này năm nay không biết bao nhiêu tuổi mà trông còn ngọt nước ra phết.
Thức bực hết cả mình, vợ với cả con. Thằng Thành, mày đang làm gì thế hả? Lão Hóng đấy à? Tôi đang bực hết cả mình đấy. Mày sang đây, mày ngồi đây tao bảo. Ngồi đây, ngồi đây. Thế lão làm sao? Lão có chuyện gì? Tao có chuyện bí mật. Cái gì mà lão thụt thò thế? Dạo này nhá, tao là tao thấy vợ mày với cái lão trưởng thôn cứ lén la lén lút. Tao nghĩ chúng nó cặp kè với nhau rồi đấy. Ông nói linh tinh cái gì vậy? Làm gì có chuyện ấy? Mày, thì tao tên là Hóng mà lại, mà mày không tin à? Đây, chứng cứ tao rành rành thế này. Đâu đâu tôi xem nào. Láo thật, phen này về ông phải cho biết tay. Mày phải cho năm trận. Mà thôi, thế mày còn muốn làm lễ nữa không thì bảo. Có chứ. Đồ đạc ông dặn tôi đã chuẩn bị hết rồi. Ông chờ tôi một tí. Mày mang ra để tao còn làm nhanh nhá. Nhanh lên. Dạo này tao là tao bận lắm đấy. Có ngay. Mà mày phải thành tâm vào đấy. Được, mày thành tâm vào nhá. Để được, tao còn làm lễ cho nó nhanh nhá. Thành tâm. Thành tâm vào. Thiêng liêng. Thằng Thành. Cái gì nữa? Mày còn thiếu cái gì? Mày mang nốt ra đây để tao còn làm. Mày. Tôi hiểu rồi. Có luôn. Mày nhanh lên nhá. Quả này mình phải lừa nó nhiều hơn được. Ông làm cái gì ở nhà tôi thế này? Nhà tôi không tin mấy cái trò ma quỷ này đâu nhá. Ông mau đi ra khỏi nhà tôi. Trời ơi. Cô làm gì mà nóng thế hả? Loại dâm loạn này mày về rồi. Mày về đây. Mày chết với ông. Ông phải cho ông một trận. Mày phải chỉ vào. Cái thằng Thành này. Mày. Cái chỗ nên đánh mày không đánh. Mày toàn đánh vào cái chỗ ngọt nước hỏng hết cả hàng. Mà mày cũng đánh đau hết cả mông tao đây này. Mày rồi ơi. Rồi vẫn còn đang tức ấy. Anh Thầy, sao anh lại đánh vợ anh như vậy? Đây rồi. Ông trưởng xóm đây rồi. Này, bà nhá. Tôi đây này, còn đang mơn mởn, khỏe như này mà lại không thích, mà lại đi tòng tem với ông trưởng xóm. Phen này, ông phải cho một trận ra môn ra khoai. Em chào bác trưởng xóm. Bác ơi, bác cứu em với. Cô cứ bình tĩnh, có tôi đây rồi. Anh Thành, chuyện không phải như vậy. Anh hãy ngồi xuống đấy để cho nào Tí nỗi tôi sẽ giải thích với anh sau. Được. Để tôi xem là lão nói. Ông Hồng, ông có biết việc của anh làm chưa? Tôi á? Tôi là tôi chả làm cái gì sai cả nhá, mà phải nhận lỗi nhá. Tôi nói cho anh biết nhá. Những việc của anh làm công an xã và chính quyền địa phương đã biết hết rồi. Anh đi tuyên truyền và vận động xúi dục những người dân làm những chuyện trái với pháp luật và xúi dục anh Thành chặt cái cây gạo hàng trăm năm tuổi để trục lợi cho bản thân. Đây, bạn còn đây, nữa, những việc của anh làm thì mọi người cũng đã biết hết. Và tôi nói cho anh biết một điều là lúc mẹ anh còn sống, tâm nguyện của bà là muốn hiến một phần đất để cho xã làm nhà bia nghi tên các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh sương máu để cho đất nước này. Trong đó có cả bố ông nữa đấy, ông không ạ? Thế mà ông lại đi xuyên tạc, nói với mọi người rằng xã và xóm cướp đất nhà ông. Ông có cảm thấy xấu hổ với bản thân của mình và xấu hổ với những người đã khuất không hả ông Hồng? Trời ơi,
Lão Hóng, sao lão lại đi lừa dối tôi như thế hả? Thì tao may mà ông trưởng thôn nói đấy nhá. Chuyện của ông Hóng tôi đã cho anh Thành lời giải thích rồi ạ. Được, thế còn cái chuyện mà ông với lại vợ tôi, ông giải thích cho tôi như nào? Không, anh Thành ạ, chuyện giữa tôi và vợ anh chẳng có chuyện gì cả. Tôi hôm đấy thì sang nhà anh để vận động anh cùng tham gia lớp tập huấn trồng trọt chăn nuôi, để cùng vận động anh chị tham gia hiến một tí đất để làm đường giao thông nông thôn nâng cao. Thế thì lúc tôi sang đến ấy, thì lại gia đình ông vợ anh thì lại bị ngã ngoài sân. Tôi thì đỡ cô ấy dậy và đưa cô ấy vào nhà thôi, chứ giữa tôi và cô ấy chả có chuyện gì cả. Đúng đấy ông ạ, à. Thế mà ông Hóng lại thêm mắm thêm muối vào để phá hạnh phúc gia đình mình. Ông Hóng, nhà tôi với nhà ông có thù có oán gì với nhau, sao ông lại đi phá hoại hạnh phúc gia đình tôi như thế hả? Tao thật đấy. Bác trưởng thôn ạ, bây giờ thì tôi đã hiểu rõ ngọn ngành rồi. Tôi xin lỗi vì đã không tin tưởng bác. Anh cũng xin lỗi mình vì đã không tin tưởng mình mà lại đi nghe lời xúi giục của cái ông Hóng này. Anh xin lỗi, anh hứa sẽ không như thế nữa. Ông Hóng, ông có biết những việc làm của ông nó nghiêm trọng đến nước nào chưa? May là bác hại quá. Bố ơi, mẹ ơi, thằng Hóng này là thằng bất hiếu, cũng chỉ vì lợi ích của bản thân mà Hóng con đi phá hoại hạnh phúc tất cả gia đình làng trên xóm dưới. Anh Thành, từ giờ phải sửa đổi. Tôi thật sự xin lỗi gia đình anh. Tôi xin lỗi bác trưởng thôn. Tôi xin hứa từ nay tôi sẽ không tái phạm nữa. Lão nhớ đấy, tôi phải thay đổi đấy. Đúng, xã Nhân Nghĩa của chúng ta đã về đích nông thôn mới mấy năm nay, và giờ đây chúng ta phải tiếp tục phấn đấu để về đích nông thôn mới nâng cao và tiếp tục phấn đấu trở thành đô thị loại 5 thị trấn Mường Võ năm 2025. Và sắp tới vậy, chúng ta hãy chung tay đoàn kết cùng nhau xây dựng nông thôn mới nâng cao. Các anh chị có đồng ý với tôi không ạ? Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Cán bộ và nhân dân xã Nhân Nghĩa đoàn kết quyết tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao và xây dựng đô thị loại 5 thị trấn Mường Võ trong năm sắp tới. Cách đăng ký kênh Người Em Gường TV2 trên điện thoại di động của mình, các bạn vào ứng dụng YouTube. Trên mục tìm kiếm của YouTube, các bạn gõ chữ Người Em Gường TV2. Tiếp đến các bạn bấm vào mục tìm kiếm ở cuối trang. Và đây là kênh Người Em Gường TV2 xuất hiện. Trước khi đăng ký, các bạn có thể xem một số video ở bên dưới và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó các bạn chia sẻ và bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký màu đỏ. Bởi đây là kênh của tôi nên là không xuất hiện cái hình quả chuông. Nếu mà máy điện thoại của các bạn chưa đăng ký thì nó sẽ xuất hiện cái hình quả chuông ở bên cạnh chữ đăng ký màu đỏ. Các bạn bấm vào đấy để được nhận thông báo những video mới nhất. Chỉ như vậy thôi, rất đơn giản, các bạn đã đăng ký xong kênh Người Mường TV2 và các bạn có thể trải nghiệm các video mới nhất của kênh. Xin lưu ý với các bạn là không nên đăng ký qua Facebook, bởi vì thường thường kênh Người Mường TV2 sẽ được chia sẻ trên Facebook và các bạn có thể xem trên đấy qua YouTube, nhưng mà đăng ký ở trên đấy thì là sẽ không đăng ký được, bởi vì nó đòi đăng nhập bằng Gmail. Cho nên các bạn có thể phải vào trực tiếp ở trên YouTube trên thoại di động của mình và làm theo các bước hướng dẫn như lúc nãy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chia sẻ.